tình đâu có chia phôi. Mình gọi tên nhau, nhớ nhau trong mộng thôi, tha thiết yêu nhau mà vui. Em hậu phương, còn anh nơi tiền tuyến. Những đêm phố lên đèn, tuyến đầu anh đón trăng lên. Tình mình cao hơn núi non kia hùng vĩ, nên vẫn vui câu biệt ly. Duyên tơ hồng chúng mình nên vợ chồng là ngày anh ước mơ. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Kenwood VH7BC. Vì sao nó có cái đuôi thêm chữ BC? Là vì cái dàn này có ngõ USB phía sau. Ngõ này là cái dây kết nối, nó như dây máy in, một đầu là USB, một đầu vuông, để mình kết nối với laptop hoặc máy vi tính. Nhận bộ dàn này làm sao cạc rời. Thế là cả kho nhạc Lotus từ trên mạng thông qua bộ dàn này cực kỳ hay và chi tiết, nghe giống như là nghe CD vậy đó. Nên nó có cái tên VH7 mà thêm chữ BC phía sau. Dạng này chức năng chính CD hoạt động ok. CD là dạng đĩa nuốt cực kỳ sang trọng. Đây, mình chỉ cần mình nhấn nó nút là đĩa nó nuốt, nó đưa ra. Đây, rất là sang trọng nha. Và chức năng thứ hai là chức năng ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. Tức là hai ngõ AV ra 3.5. Và chức năng cuối cùng thì em vừa nói ở đầu là chức năng BC kết nối với máy vi tính, nhận dàng làm sao cạc rời. Những anh nào mà hay nghe nhạc từ trên mạng thì đây là một giải pháp quá tuyệt vời, vì chắc âm khi mà nhận làm sao cạc thì nó chuẩn và nó hay, giống như nghe optical vậy đó, rất là chất lượng. Dàng này thiết kế cho mình để cái âm ly đứng hoặc âm ly nằm đều được. Ở đây nó có để cho mình đứng, còn không thì mình lật ngang thì nó sẽ là đầu nằm. Thì khi cái màn hình này đứng thì nó đứng như vậy, khi lật nằm thì màn hình nó xoay lại, nó nằm theo. Nên mình thoải mái, mình để cho phòng khách hoặc bàn làm việc hoặc phòng ngủ thì ok. Diện tích rộng thì mình để nằm ngang cho nó hoành tráng, cho nó đẹp mắt. Nếu diện tích mình hẹp thì mình để đứng như vậy cho nó gọn gàng. Lo zin theo dàn, lo rất là nặng nha. Các anh mua bộ dàn này về cầm cam ly, ngay cả cặp lo đều thấy nó cực kỳ nặng và chất lượng. Cái hậu của lo mà nó sâu hơn hậu của âm ly luôn, thì các anh thấy chất lượng như thế nào. Thiết kế xung quanh là màu xanh, phía trước là ốp gỗ màu vàng như vậy, cực kỳ độc đáo, khác biệt hẳn so với những dàn mini thông thường. Nhìn người nhìn vào có cái cảm giác wow, đây là một bộ dàn mà hầu như độc đáo và bắt mắt, làm nổi bật và khác hẳn so với những cái mẫu mà gọi là truyền thống. Đây là mẫu phá cách gì đó, rất là đẹp. Màu xanh đã đẹp rồi mà thêm ốp gỗ phía trước là màu mà nó hơi gỗ màu vàng mà ngã cam cam như vậy. Lồng lo cũng là màu xanh luôn, cực kỳ bắt mắt. Chép nó chép lõm như cái lá như vậy, cực kỳ độc lạ đúng không? Nó như một cái lá vậy, cho tiếng chép cực kỳ len keng. Nãy giờ mình nghe nhạc qua chức năng đĩa CD, bây giờ em sẽ test qua chức năng điện thoại cho mình tham khảo luôn nha. Rồi em quay mặt sau. Bây giờ mình nghe điện thoại, ở đây có chữ input nè. Tap out it là mình nghe điện thoại. Anh cô đơn giữa mây mông người, và ta cô đơn đã 2 triệu năm. Anh cô đơn giữa tinh không này, muốn có sống có số vào đây. Em cô đơn giữa mây mông người, và ta cô đơn đã 2 triệu năm. Chỉ muốn ăn toàn là nước ấy, cơ thể anh đang mệt ước ấy. Mênh mông toàn là nước ấy, em anh như chưa từng trước đây. Trăm ngày còn sóng xô, anh lao vào trong biển cả vì em làm anh nóng khô. Anh ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ da dẻ. Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ. Đúng rồi, ta trẻ. Anh cũng cần em nhưng không biết em sao.
anh không kén lắm và anh quyết đem trao cho em hết nắng, cho em hết đêm sao. Nhưng mặc anh đi, em nghĩ anh tiếc em sao. Trăm ngàn con sóng từ mọi nơi mà đổ về, và đây là cách mà anh đi tìm kiếm sự vỗ về. Em có quá nhiều bí mật, anh thì không cần gặng hỏi. Em xấu như là đại dương, anh thì không hề lặng giỏi. Anh thì không hề lặng giỏi, baby. Anh soi mình vào gương cho bỏ công lao, thấy mặt thấy người sao thấy rõ trong nhau. Ánh mắt nụ cười kia không rõ nông sâu. Ta rồi sẽ là ai, một câu hỏi nhỏ trong đầu. Một câu hỏi ta nhỏ chỉ là hồng đầu. Đất hay chỉ là cỏ bông lâu. Chỉ là cỏ bông như lâu. Là mấy gã em mới bỏ không lâu. Như là mấy chỉ là đầu thuốc kia cháy đỏ không lâu. Cháy đỏ không lâu. Yêu em kiểu nông dân, yêu em kiểu quê mùa. Yêu từ vụ đông xuân đến hè thu thay mùa. Nhưng em thì trơn trượt như là con cá chuối. Muốn nếu em trong tay khá bạn cũng khá đuối. Khá bạn cũng khá đuối. Em giống hệt như biển cả, em có nhiều bí mật. Anh làm rất nhiều thứ để